kính chào cộng đoàn trong cuộc sống bộn bề như hiện nay chúng ta hầu như có rất ít các buổi cầu nguyện chung với nhau để ca tụng và suy ngẫm lời chúa hiểu được tầm quan trọng của việc này này ban truyền thông giáo phận phú cường sẽ công chiếu những buổi cầu nguyện chung theo hình thức cầu nguyện tg kính thưa cộng đoàn, TG là hình thức cầu nguyện dựa trên lời Chúa, được phỏng theo cách thức mà cộng đoàn để kết TG tại nước Pháp đã phổ biến vào năm 1940. Điểm đặc biệt của buổi cầu nguyện này là lắng nghe và đón nhận lời Chúa, đặc biệt qua những bài hát. Những bài hát này thường ngắn gọn, dựa trên chủ đề lời Chúa, được lặp đi lặp lại nhiều lần với mục đích để lời Chúa thấm sâu vào tâm hồn của mỗi người chúng ta. Vì thế, trong giờ cầu nguyện, sau khi ý thức được mình đang hiện diện trước mặt Chúa, cộng đoàn được mời gọi hãy để cho lời Chúa dẫn đi, có thể bằng lắng nghe những đoạn kinh thánh, những gợi ý cầu nguyện hoặc qua những bài hát nhẹ nhàng. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự những buổi cầu nguyện TG trực tuyến, trên trang truyền thông Giáo phận Phú Cường vào mỗi tối thứ ba lúc 19h30 để cùng nhau lắng động tâm hồn và làm cho đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta trở nên hữu ích hơn.